đã đưa cái gì vào đầu là chúng ta phải biết cách truyền tải nó ra bên ngoài. Và các bạn hãy thực hiện đúng theo các bước sau đây thì tôi tin rằng các bạn sẽ làm được nha. Các bạn có thừa nhận với tôi một điều rằng là ở độ tuổi nào hay chúng ta làm bất kỳ một công việc nào, các bạn có là chủ doanh nghiệp, có một người làm văn phòng hay là một bạn sinh viên hay thậm chí làm chính trị thì chúng ta cũng phải học không ạ? Nhưng mà học thế nào cho nó hiệu quả và học thế nào để chúng ta có thể thấu hiểu nó một cách tốt nhất? Và quan trọng hơn nữa, khi mà chúng ta hiểu rồi và chúng ta phải truyền tải nó ra bên ngoài như thế nào lại là một câu chuyện không hề đơn giản một chút nào. Thì ngày hôm nay tôi sẽ cho các bạn một cái công thức. Và đây cũng là công thức mà đã giúp cho tôi có thể thấu hiểu và học cũng như là diễn đạt được rất là nhiều những gì mà tôi đã trải qua. Và các bạn hãy cùng nhau xem rằng công thức đó là gì để chúng ta sẽ khai mở cái việc học hiệu quả hơn và biến tất cả những kiến thức của mình để có thể nói và truyền tải ra bên ngoài. Vậy thì thưa các bạn là gì ạ? Trong việc học chúng ta sẽ có hai cái giai đoạn quan trọng. Giai đoạn 1 là giai đoạn đưa kiến thức vào đầu của chúng ta. Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn chúng ta đưa kiến thức ra bên ngoài. Rất nhiều người là gì ạ? Đi học nào thì đại học, cao đẳng đại học rồi tiến sĩ, đúng không ạ? Rất nhiều bằng cấp đưa vào đầu rất là nhiều. Nhưng mà để họ nói lại được những gì họ đã học, để họ nói lại và trình bày lại những gì họ đã trải qua, thì thưa các bạn, không phải ai cũng có thể làm được điều đó nhá. Và tôi muốn các bạn là gì ạ? Đã đưa cái gì vào đầu là chúng ta phải biết cách truyền tải nó ra bên ngoài. Và các bạn hãy thực hiện đúng theo các bước sau đây thì tôi tin rằng các bạn sẽ làm được nha. Bước 1 đó là bước mà các bạn sẽ cần phải đưa kiến thức vào đầu bằng các hình thức sau đây. Thứ nhất, đúng không ạ? Các bạn sẽ đưa bằng cách đầu tiên này. Đó là chúng ta hãy đọc, được chưa ạ? Hãy đọc. Hãy nhớ những từ khóa như thế này. Thứ nhất là dựa trên công việc của bạn, tính chất trong công việc của bạn, chúng ta hãy lựa chọn những cuốn sách, lựa chọn những tài liệu, lựa chọn những bài báo. Hãy đọc nó mỗi ngày và mỗi ngày. Ngôn từ đến từ đâu các bạn? Đến từ chính những điều đó. Chúng ta trau dồi cho mình những ngôn từ, trau dồi cho mình những kiến thức. Hãy lựa chọn những cuốn sách phù hợp, hãy lựa chọn những tài liệu phù hợp, hãy lựa chọn những bài báo phù hợp, hãy đọc nó mỗi ngày. Thì tôi tin rằng nó sẽ cho bạn có thêm cái góc nhìn và sự hiểu biết nào đó. Và một cách thứ hai để đưa kiến thức vào đầu, đó là chúng ta hãy nghe. Vâng ạ, hãy nghe. Các bạn nhớ nha. Tức là các bạn sẽ thường xuyên phải tham gia các hội thảo, tham gia các chương trình giao lưu, các chương trình talk show, hoặc là chúng ta phải gặp gỡ với đối tác, với khách hàng, với lãnh đạo của chúng ta. Hãy gặp gỡ và giao tiếp với nhiều người. Và mỗi lần như vậy là các bạn sẽ gì ạ? Các bạn sẽ được nghe rất rất nhiều những thông tin ở bên ngoài. Và nhiệm vụ của bạn là chúng ta hãy chọn lọc một thông tin nào đó nó hay, nó phù hợp và bổ ích cho cái công việc của bạn, thì hãy dùng nó để phục vụ cho sau này. Và các bạn đã bao giờ các bạn thấy rằng là ngày hôm nay mình ngồi nói chuyện với người này, xong mình thấy kiến thức đó hay quá và bạn thẩm thấu nó, và đến một ngày nào đó một người khác họ hỏi về đúng cái đấy, bạn lại dùng kiến thức đó để chia sẻ lại cho họ không ạ? Vậy thì cách thứ hai để đưa kiến thức vào đầu là chúng ta hãy nghe thật nhiều nha. Đừng bao giờ dành thời gian cho những cuộc gặp không phù hợp, hay là dành thời gian cho những hoạt động mà nó không có giá trị và vô bổ. Và nhiệm vụ của bạn là chúng ta cần phải xác định do những người có thể cho bạn những kiến thức, những người cho bạn những cái trải nghiệm, để chúng ta sẽ gì? Để chúng ta sẽ học hỏi họ từ một điều nào đó và phải duy trì điều đó mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng nha. Bước số 3 để đưa kiến thức vào đầu của chúng ta đó là chúng ta hãy nhìn. Hãy nhìn, tức một hiểu một cách là gì? Sâu xa hơn và sâu sắc hơn. Đó là gì? Đó là trải nghiệm. Trải nghiệm nha. Những gì bạn đọc ấy, có thể là ngay trong khoảnh khắc đó bạn sẽ hiểu, bạn sẽ nhớ. Nhưng mình đảm bảo rằng là gì, trong vòng 12 tiếng đến 1 ngày là bạn cũng sẽ quên. Và những gì bạn nghe được cũng vậy thôi. Nhưng những gì bạn nhìn thấy, những gì bạn trải nghiệm được, bạn cầm, nắm, bạn đứng trên đó, bạn trải nghiệm nó, thì tôi tin rằng bạn sẽ rất hiểu về nó. Khi bạn thưởng thức một món ăn nào đấy, thì chắc chắn bạn sẽ rất là hiểu rằng là món ăn đó nó có hương vị như thế nào, cái cảm giác khi ăn nó ra sao, thay vì là việc là gì? Là bạn được ai đó kể về nó, bạn sẽ không có quá nhiều cảm xúc. Và nhiệm vụ của bạn nha, hãy biến tất cả những công việc của bạn, hãy biến tất cả những hoạt động của bạn, chúng ta hãy trải nghiệm thật nhiều. Trong giao tiếp thì hãy trải nghiệm bằng cách là gì? Gặp bất kỳ một ai, hãy chủ động giao tiếp, trò chuyện. Từ người già, người trung tuổi, người có gia đình, thanh niên và các bạn nhỏ, chúng ta cũng sẽ trò chuyện, trao đổi. Từ những người rất giàu, những người thành công, giàu có, những người bình thường nhất,
Thậm chí là cô lao công bảo vệ chúng ta cũng sẽ phải trải nghiệm để hiểu về họ. Các bạn nhớ nha. Và trong công việc của mình cũng vậy thôi. Các bạn đang bán sản phẩm nào thì chúng ta phải trải nghiệm sản phẩm đó thật nhiều nha. Sẵn sàng chi, sẵn sàng đầu tư để chúng ta trải nghiệm về nó. Các bạn nhớ cho mình. Và thưa các bạn, đây là ba cái từ mà tôi tin rằng là các bạn cũng đã quá hiểu rồi. Nhưng không phải ai cũng hiểu được một cách sâu sắc nhất những điều này và nghiêm túc thực hiện nó. Và tôi muốn các bạn đã làm gì thì làm. Chúng ta phải thực sự nghiêm túc nha. Và thưa các bạn, đây mới chỉ là bước mà gì ạ, đưa kiến thức vào đầu thôi. Và nó sẽ có một cái giai đoạn tiếp theo. Đó là giai đoạn gì ạ, chúng ta sẽ cần phải đưa kiến thức ra bên ngoài. Đây mới là cái điều cực kỳ quan trọng các bạn cần phải nhớ trong video ngày hôm nay. Để chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp này, chúng ta sẽ học và chúng ta ứng dụng nó trong cuộc sống. Và biết cách diễn đạt ra bên ngoài, các bạn nhớ nha. Tôi sẽ gạch một đường đối diện như thế này. Và ngay bây giờ các bạn sẽ cùng đến với một cái điều tiếp theo nha. Một cái bước thứ tư đây này, được chưa? Tôi sẽ nối lại như thế này. Đọc rồi, mà nếu như các bạn không làm một việc này, các bạn sẽ ngay lập tức các bạn sẽ quên. Nghe rồi các bạn cũng không làm một việc này thì ngay lập tức các bạn cũng sẽ quên. Và nhìn thấy rồi, trải nghiệm rồi mà các bạn cũng không làm việc này thì các bạn cũng sẽ quên nha. Và nhiệm vụ các bạn khi đọc, khi nghe và khi trải nghiệm, chúng ta cần phải làm một việc quan trọng sau đây. Đó là hãy ghi lại, nhớ nha. Ghi lại, hay còn gọi là viết ra. Các bạn nhớ cho mình nha. Đây là bước cực kỳ quan trọng, là mắt xích quan trọng để chúng ta đến với những phần tiếp theo. Hãy viết ra những nội dung hay trong cuốn sách mà bạn đang đọc. Hãy viết ra những nội dung hay trong gì ạ? Trong tài liệu mà bạn thu thập được. Các bạn nhớ nha, hãy viết ra và chắt lọc nó ra, biến nó thành kiến thức của bạn. Hãy viết ra nha. Tiếp theo, khi bạn nghe thấy rằng những kiến thức này hay, ngay lập tức có thể viết vào điện thoại của bạn hoặc là có sổ bút, chúng ta có thể ghi chép lại một cách rõ ràng nhất. Được chưa nào? Hãy viết ra những gì bạn đọc được, viết ra những gì bạn nghe thấy và viết ra những gì bạn nhìn được. Ngày hôm nay bạn đang làm bất động sản hay bạn làm kinh doanh một mảng nào đó cũng vậy thôi. Chúng ta đi đến đâu, nhìn đến đó hay trải nghiệm sản phẩm nào, chúng ta phải viết ra cái cảm nhận của mình. Đó, viết ra càng chi tiết càng tốt. Hãy nhớ câu này nha. Viết ra càng chi tiết càng tốt và phải viết theo đúng cái lộ trình. Nó rất là rõ ràng. Và khi bạn viết ra rồi, thứ nhất, nó là một cái tài liệu để các bạn có thể lưu trữ lâu hơn. Sau này các bạn quên, các bạn lục lại, các bạn gì ạ? Các bạn lấy ra, các bạn tập và các bạn học thì rất là đơn giản. Và hơn nữa, đây chính là cái kịch bản để giúp cho các bạn, chúng ta sẽ rèn luyện cái khả năng nói, khả năng diễn đạt và kiến thức của bạn mỗi ngày. Viết ra rồi, các bạn sẽ cần đến một cái bước số 5. Số 5 nha, bước này cực kỳ quan trọng thưa các bạn. Mỗi một bước là một mắt xích rất quan trọng nha. Đó là chúng ta hãy tập nói, được chưa? Nói lại những gì mình đã viết. Nhớ cho mình điều này, được chưa? Viết ra rồi, không phải để đấy đâu các bạn nhớ nha. Mà chúng ta viết ra rồi thì nhiệm vụ của bạn là chúng ta phải tập nói lại những gì mà bạn đã viết ra cho đến khi nào bạn thuần thục thì thôi. Giống như người bạn đang tập thuyết trình ấy, tập chia sẻ lại những gì bạn đọc được, tập chia sẻ lại những gì bạn nghe được, tập chia sẻ lại những gì bạn nhìn thấy, bạn trải nghiệm được, cho đến khi nào bạn không còn phải phụ thuộc vào cái thằng này nữa, nội dung này nữa. Tức là chúng ta không cần phải nhìn tài liệu mà các bạn có thể nói được, được chưa? Thì khi đó là các bạn đã thành công. Và thường cái phần này ấy, các bạn sẽ mất ít nhất tầm 1 tuần cho đến 2 tuần chúng ta rèn luyện mỗi ngày liên tục như vậy. Cho đến khi rằng là kiến thức đã thực sự ngấm và các bạn thực sự hiểu điều đó. Thì sau này các bạn sẽ không cần phụ thuộc tài liệu nữa nha. Đó. Và khi nói được rồi, một bước cuối cùng để giúp các bạn có thể học và chia sẻ được mọi thứ. Bước này là bước số 6. Nhớ nha. Sau khi nói được rồi, thuyết trình được rồi, một mình tại nhà rồi, tại không gian riêng rồi, thì nhiệm vụ của bạn là chúng ta hãy học cách là gì ạ? Chia sẻ điều đó cho người khác. Chia sẻ điều đó cho người khác, các bạn nhớ nha. Đó, tức là ngày hôm nay bạn gặp một người bạn của mình, hãy mang những kiến thức đó ra để chia sẻ lại những điều đó cho người bạn của mình. Cách học tốt nhất đó là dạy người khác học. Và cách học tốt nhất đó là hãy học cách chia sẻ những gì mình có cho người khác. Thứ nhất là nó giúp cho các bạn rèn luyện kiến thức kỹ năng của mình. Và cái thứ hai, nó lại trao được một cái giá trị nào đó cho cộng đồng, cho xã hội. Thì chắc chắn, đúng không ạ, bạn sẽ nhận lại một điều gì đó. Các bạn nhớ cho mình nha. Và chia sẻ, các bạn có thể chia sẻ thông qua là gì? Là chúng ta sẽ chia sẻ đó cho người bạn, cho đồng nghiệp của mình. Hoặc là trong một cuộc thuyết trình đào tạo training nhân sự nào đó của công ty, các bạn cũng có cơ hội, các bạn được thể hiện, các bạn cũng sẽ chia sẻ điều đó. Và một cách mà tôi muốn các bạn cần phải làm ngay bây giờ,
Đó là chúng ta có thể học cách là gì? Quay những video giống như tôi thế này này. Chúng ta học cách chúng ta quay những video như vậy thật là hay. Chúng ta up lên YouTube, up lên Facebook, up lên Zalo, up lên TikTok, chia sẻ lại những gì mình đã học. Thì như vậy các bạn sẽ nhớ rất là nhanh. Và nếu như kỹ năng của bạn tốt, có thể dùng kiến thức này để chúng ta chia sẻ bằng hình thức là live stream trên các nền tảng như là Facebook, đúng không ạ? Nhóm Zalo, nhóm group, đúng không ạ? Hay là TikTok cũng có tính năng live stream. Và khi bạn live stream là một trong những cái nghiệp vụ mà sẽ giúp cho bạn rèn luyện kiến thức kỹ năng rất rất là tốt. Và nếu như bạn làm được cho mình đúng 6 cái bước này thì tôi tin rằng là bạn sẽ thành công. Và quan trọng hơn là gì ạ? Lựa chọn kiến thức nó phải đúng. Cái thứ hai là chúng ta phải ghi chép rất là đầy đủ và chi tiết. Và nhiệm vụ cuối cùng là chúng ta phải tập nói nó thực sự là bài bản và chuyên nghiệp, cho đến khi chúng ta có thể chia sẻ nó cho người khác một cách thuần thục và bài bản nha. Và thưa các bạn, đây là 6 bước mà tôi vẫn thường hay áp dụng cho việc học những kiến thức để phục vụ công việc của tôi. Và không biết là các bạn nghe đến phần này rồi và cảm xúc và suy nghĩ cũng như quan điểm các bạn thế nào, chúng ta hãy để lại comment tại phía dưới nha. Và nếu như bạn cảm thấy rằng là đây là một video và những kiến thức này thực sự có giá trị đối với bạn, hãy để lại một thông tin, một comment nào đó nha. Và tất cả những ai chưa subscribe ở kênh YouTube của tôi, nhanh chóng subscribe, bởi vì tới đây sẽ có rất rất nhiều những video rất là giá trị sẽ được chia sẻ và dành tặng cho bạn cũng như cộng đồng. Và bây giờ chúc bạn một năm mới thành công nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.